Em chào cả nhà. Hôm nay em sẽ làm là sườn. Em nấu với bắp và củ cải đỏ và củ sắn. Em sẽ hầm làm nước súp tặng em nuôi với cả nhà. Đây gỗ nuôi của em đây. Đây là nuôi mình đã trộn sẵn rồi giá. Với cái này là đậu hành và hành lá và em ăn với nước tương. Bữa nay ăn đơn giản đó cả nhà. Em mời cả nhà cùng em làm và cùng ăn nha. Rồi bây giờ em trụng thịt. Em bỏ một miếng muối. Em sẽ bỏ thịt vô em trụng. Em có xương nữa nó ngon. Xương với sườn cộng. Rồi giờ em đợi cho nó sôi lên rồi em đi cỏ nước. Sôi, em bỏ miếng muối vô. Em bỏ muối tiêu vô cho nó thơm với cả nhà. Bởi vì em nói là em là người siêu siêu ăn ăn tiêu luôn. Giờ em bỏ bắp vô. Cái củ cải này á, là em sẽ bỏ sau. Bây giờ em bỏ cái củ sắn và cái bắp. Rồi bây giờ cái này em đã trụng cho nó gáo rồi này, nó ngon rồi này, cái nhà giờ em bỏ vô luôn. Đơn giản mà ngon. Bỏ củ cải đỏ nha. Giờ mình nêm gia vị. Cái này á mình nấu với bắp này cũng ngọt rồi nên mình nêm gia vị ít thôi. Ít đường, ít đồ thôi. Rồi, bây giờ để lửa ghiêu ghiêu em bỏ đậu hành vô. Rồi. Giờ bắp nuôi ăn thôi. Tôi rất ngon. Hấp dẫn. Một miếng bắp, củ sắn, đơn giản mà ngon. Em bỏ một miếng ngồi vô. Rồi cái tô nuôi của em đã hoàn thành. Em mời cả nhà cùng em ăn nha. Chan một miếng tương ớt lên. Quả chạy ngon cả nhà. Em mời cả nhà cùng em ăn tô nuôi sườn và xương heo hầm hết cả nhà. Em mời cả nhà. Tô nuôi rất là hấp dẫn đó cả nhà. Hấp dẫn luôn. Em tới ăn trước một cái miếng cộng sườn. Em mời cả nhà nha. Em bóc ra. Ngon không? Có cái nước.
quá ngon. Ăn hột nước luôn. Nó đơn giản gì mà ngon quá cả nhà. Không muốn bắt. Nó ngon bắt. Không muốn tôi phải đỡ với nuôi. Nó đơn giản mà ngon quá trời cả nhà. Ngon quá. Ngon không? Bữa sáng rồi đấy nhỉ. Nấu với sườn ngon quá trời đấy nhỉ. Mà cái nhà không em ăn nha. Cái bữa nay ăn đơn giản không có cả nhà. Rất ngon. Cũng trắng. Gớ bé cam. Ngon không? Thôi con, rồi, kem ở đây nè, kem ở đây, rồi ngồi xuống, rồi ngồi mình cô Hai nha, ngồi mình cô Hai với chịu á, chào, kìa kìa con chào mà cô chú đi uống nước, kìa, đi đâu mà khát nước dữ vậy, rồi con ăn gì, ăn gì, ăn nuôi hả, ăn nào? Trời, cô Hai ăn nha, cô Hai ăn cái bánh của mẹ cho, cái bánh gì đây? Cái này bánh gì? Đây mẹ có bé Kem á, cho bánh bột lọc gì nè cả nhà. Nó đem ra bé Kem đi theo á, nên nó bé Kem chạy theo đó. Cái này mình chấm với cái nước tương cũng được luôn nha cả nhà. Bây giờ em đi sẵn có chén nước tương luôn nè, em chấm luôn nha. À. Em mời cả nhà nha. Ngon. Kem ăn ngon. Kem không ăn hả? Ăn con. Mình ăn á, mình kẹp với cái miếng dưa chua này nè cả nhà. Miếng dưa chua á. Ngon quá. Ăn này hả? Mình ra con bóc lên nè. Kẹp vô miếng dưa chua ngon quá trời cả nhà. Con ăn đó hả? Mấy Kem được ăn cái dưa chua không được ăn bánh. Ngon không mẹ làm ngon không? Mấy Kem làm da cũ giá không có ăn. Bánh này ngon thật quá. Bánh này giờ mình ăn có cái miếng dưa chua.
Ở nhà bếp không làm năng giờ có miếng thịt chua tới nhà. Chấm với nước tương. Công nhận là rất ngon luôn á. Sẵn có tương ớt nữa nè. Cô hay ăn nha. Em mời cái nhà ăn cá nướng nha. Ngon quá. Rồi tới kèm ăn. Cái kèm ăn coi ngon không? Không lại làm ngon không? Ngon không? Cái kèm phải ăn rau củ cả nhà. Đựng cụng da. Đựng cụng củ cải đỏ ăn. Thôi con cắn, cắn nữa rồi. Đậu rau rồi. Nhà hả đúng không? Phải ăn, phải ăn củ cải đỏ, dưa chua. Ngon quá. Ngon con. Không mời cái nhà đi. Cô ăn không mời cái nhà đi. Hát không mời cái nhà đi. Con móc miếng không mời cái nhà giống của hai cả. Này con mời coi, con mời nè. Mời ông bà, cô chú ăn bánh dưới cái kem. Rồi, không ăn lúc cho cô hai này cả nhà cô không ăn hả? Ăn dao mà. Ăn dao, cái dao cái gì vậy? Nó kêu cô hai phải bỏ miếng dao vô. Công nhận bánh này đâu. Dao làm ngon quá. Nhưng để trong có đậu xanh nấm mèo. Ở trong có đậu xanh với nấm mèo cả nhà. Trống cái. Ngon quá. Quá ngon biết em ơi. Như cô hay ăn dĩa hả? Video này mình và cháu kem xin kết thúc ở nhà. Nhớ đăng ký kênh và like cho Nhung Võ. Quên lóc một like cả nhà. Nhớ xem video tiếp theo cả nhà. Bye bye cả nhà. Bye bye. Mì gió cả nhà đi con mì gió. Ồ mì gió một cái nữa.